Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 30 tháng 12, trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông chốt đèo Bảo Lộc đã phát hiện xe ô tô do tài xế Hà Huỳnh Thục, quê Nghệ An điều khiển, chở theo một nam thanh niên đang lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, có những biểu hiện khả nghi. Khi xe lưu thông qua đèo Bảo Lộc thì bị lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn và kiểm tra, phát hiện 4 thùng giấy chứa pháo lậu. Qua kiểm tra, toàn bộ số pháo lậu có tổng trọng lượng gần 90 kg. Làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Huy, 24 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ số pháo nói trên do đối tượng thuê xe ô tô vận chuyển lên huyện Đức Trọng, giao lại cho một người khác. Công an đã tiến hành lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Huy để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.